Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ nụ cười tuổi thơ, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình những cô gái siêu nhân, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tình yêu pha lê tập 13, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 12, 23 giờ 25 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Giám đốc và 18 cô thư ký tập 23, 1 giờ 20 phút cuộc sống quanh ta tiêu chuẩn GPP trong ngành dược, 1 giờ 35 phút thế giới đó đây những phong cảnh của thế giới, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam hộ chiếu vào đời tập 6, 3 giờ 30 phút tâm hồn cao thượng tình riêng. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.